Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến 14 giờ chiều. Đại diện đội cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ cuộn thép từ xe container rơi xuống đường đè trúng ô tô con. Vụ việc xảy ra vào 11 giờ sáng nay tại tỉnh lộ 419 thuộc thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất. Thời điểm này, xe container chưa rõ biển kiểm soát chở theo 3 cuộn thép lưu thông hướng huyện Quốc Oai, Thạch Thất. Đang di chuyển, một cuộn thép trên container bất ngờ rơi xuống, lăn trúng chiếc xe con đang đỗ bên vỉa hè. May mắn trên ô tô không có người nên không xảy ra thương vong. Song vụ việc khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng hốt. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu người đi đường phải lo lắng do gặp những vụ việc tương tự. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022, xe đầu kéo biển kiểm soát 50LD19701 kéo theo rơ móc chở 2 cuộn thép chạy trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới khu vực cầu Bình Điền, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế phanh gấp khiến dây xích chằng 2 cuộn thép trên xe bị đứt, làm 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn văng khỏi rơ móc. Thời điểm đó, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã có biên bản xử lý về lỗi chằng buộc theo điều A, khoản 1, điều 24, nghị định 100 với số tiền phạt 700.000 đồng đối với tài xế. Hy vọng trong sự việc sáng nay, cơ quan chức năng sẽ sớm tìm được chiếc xe container liên quan, sau đó xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khoảng 10 giờ sáng nay trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 43C10765 kéo theo rơ móc chạy trên quốc lộ 1A hướng Quảng Nam, Đà Nẵng. Đến km 965+450, luồng bên trái quốc lộ 1, phương tiện này va chạm với xe máy không rõ biển số. Va chạm khiến 2 người lái xe máy thiệt mạng tại chỗ, phương tiện của nạn nhân hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là tuyến đường thẳng, có 4 làn xe cơ giới, không có làn xe thô sơ, nằm ngoài khu dân cư, hệ thống biển báo hiệu giao thông đầy đủ. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 30 phút sáng qua, ngày 12 tháng 3, một người đàn ông điều khiển xe máy theo hướng Phú An, Lai Cách. Đến điểm giao cách đường sắt với tỉnh lộ 394, đoạn thuộc xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đã va chạm với tàu khách chạy hướng Hải Phòng, Hà Nội. Sau va chạm, người đàn ông tử vong. Được biết, nạn nhân sinh năm 1950, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Còn vào hồi 22 giờ tối ngày 11 tháng 3, một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 86B3-89337 trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bắc Bình về thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi đến km 1699 thuộc xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, xe máy lao vào lề, tông vào gờ bê tông bên vỉa hè của nhà dân. Hậu quả, nam thanh niên bị hất văng, nằm cách xe máy hơn 10 mét. Tại hiện trường, bánh xe bị gãy rời, nhiều mảnh vỡ từ xe văng tung tóe trên đường. Nạn nhân được xác định là người đàn ông 30 tuổi, mặc dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng, anh đã không qua khỏi. Để kết thúc bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội đăng tải. Tình huống xảy ra trên quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hải Dương, được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại. Trong clip, chiếc xe tải liên tục chuyển xi nhan, lách qua nhiều xe container khác nhằm vượt lên. Có lẽ do tính toán thiếu chính xác về tốc độ và khoảng cách an toàn, phương tiện này bị kẹt lại khi định lách qua đầu xe bồn, sau đó va vào đầu bên phụ của xe bồn rồi bị mất lái, xoay ngang. Rất may, tài xế đã kịp đưa xe trở lại làn và giảm tốc độ nên không va chạm thêm với phương tiện khác. Dù vậy, việc lái xe luồn lách bất chấp nguy hiểm của tài xế xe tải khiến nhiều người theo dõi clip không khỏi bức xúc. Vụ việc chính là bài học kinh nghiệm cho các lái xe khi tham gia giao thông. Không phải lúc nào bật xi nhan là có thể chuyển làn, chuyển hướng bất chấp và mặc định cho các xe khác phải nhường đường. Thay vào đó, khi cần chuyển hướng, chuyển làn hoặc vượt lên, tài xế cần quan sát kỹ phần đường phía trước, phía sau và bên cạnh, đồng thời ước lượng được khoảng trống đủ an toàn. Chỉ khi xác định không gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác, cũng không gặp chướng ngại vật nào, chúng ta mới nên đánh lái và chuyển hướng. Để đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình, việc nâng cao cảnh giác và cẩn trọng mỗi khi tham gia giao thông là điều không bao giờ thừa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.